Đình Quý và nhóm thực hiện nhạc tiếng ca dân chủ Đài Con xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhạc tiếng ca dân chủ Đài Con hôm nay rất là vinh dự để được đón tiếp cũng như là phỏng vấn và nói chuyện với cha Vero Nguyễn Bá Quốc Linh ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu câu chuyện, con xin thay mặt cho các anh chị em trong nhóm thực hiện cảm ơn cha. Chúng ta biết là cha rất là bận rộn với những cái chương trình giảng thuyết, nhưng cha cũng đã vì lòng yêu mến cho chúng con có cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chương trình, con xin mời cha gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên em xin chào anh Đình Quý cùng tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con. Tên của con là Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, thuộc dòng Chú Thế, tỉnh Baltimore. Và hiện nay con đang làm việc ở tại Washington DC. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Thì kính thưa quý vị cũng đã thấy là trên cái chúng tôi gọi tạm gọi là bản thánh đi. Bởi vì đây cho quý vị thấy là có rất là nhiều các thánh tích của một vị thánh mà chút xíu là chúng ta sẽ được nghe cha chia sẻ. Và ngay phía chính giữa thì chúng ta thấy là có cả sườn thánh của thánh mà chút xíu nữa Đình Quý cũng sẽ nhờ cha chia sẻ. Thưa cha, trước khi bắt đầu cái chương trình chính ngày hôm nay thì cũng như thường lệ thì chắc chúng con cũng muốn tìm hiểu cha một chút xíu về cái ơn gọi. Thì nhìn cha thì cha rất là trẻ, mà là trai đó. Thì chắc là cha cũng rất là trẻ. Thì cha cho chúng con biết được là cha đã chịu chức ở đâu, chịu chức khi nào, thì giờ cha đang phục vụ ở đâu. Và dòng thì cha đã nói cha dòng Chúa Thế. Thì cha cũng cho chúng con một chút xíu lý do tại sao cha lại chọn dòng Chúa Thế. Cảm ơn cha. Cách đây nhiều năm, giờ cũng chẳng nhiều lắm đâu, nhưng mà là khoảng năm 1999, thì lúc đó con học xong đại học và bắt đầu có định hướng cho cuộc đời của mình. Thì lúc đầu là đi tu ở trên Ba Mươi Thuận, đi tu địa phận Ba Mươi Thuận, nhưng mà sau đó thì được hướng dẫn rồi chuyển qua là muốn đi tu dòng. Và bắt đầu thì Đức Cha lại gửi mình từ Ba Mươi Thuận xuống Sài Gòn để đi dòng tên. Và khi tìm hiểu dòng tên thì người ta đã nhận rồi, nhưng mà trong một lần tình cờ đi ngang qua dòng Chú Thế, tức là cứ bảo thử vô tìm hiểu xem như thế nào, thì vô thì gặp cha giám đốc ơn gọi. Và lúc đó cha đã cho em cái cuốn sách về các thánh trọng Chú Thế. Và khi đọc về thánh Alphonso thì lại cảm thấy rất là thích ngài, bởi vì ngài là một vị thánh rất yêu mến Đức Mẹ. Thánh tổ phụ rồi. Dạ vâng, thánh tổ phụ của dòng Chú Thế là thánh Alphonso. Ngài rất yêu mến Đức Mẹ và đặc biệt là ngài yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và cuối cùng em đã Chúa đã sắp xếp để Chúa chọn em trong ơn gọi của dòng Chú Thế. Thì em đã vào dòng Chú Thế năm 2000, đã khấn dòng năm 96 và khấn chọn đời năm 2010. Và sau đó thì nhà chồng đã chuyển em sang bên Mỹ này để đi học. Như vậy là thưa cha chịu chức ở Việt Nam? Dạ không, em chịu chức ở tại bên Mỹ. Bên Việt Nam. Dạ, sau khi em học xong chương trình triết học ở Việt Nam, dạ, thì chồng gửi em sang đây để đi học. Dạ. Và em đã học ở bên Boston. Dạ. Rồi sau đó làm việc, sau khi chịu chức ở đó vào năm 2014, dạ, thì nhà chồng đã chuyển em về bên Đền Thánh, đây là Thánh Gioan Newman, dạ, vị Thánh Nam giám mục đầu tiên của nước Mỹ. Dạ vâng. Và ngài có cái Đền Thánh ở tại Tổng giáo phận Philadelphia. Dạ vâng. Và khi em làm việc ở đó được 6 năm thì nhà chồng bây giờ lại chuyển em qua bên Washington DC, dạ, để làm việc về ơn gọi bên nhà chồng. Dạ vâng. Thưa cha, đó cũng là một cái lý do khi cha nói về Thánh John Newman hoặc là John Newman. Thì sẵn dịp thì biết là cha đến cái vùng Orange County thì cha đang giúp để giảng thuyết trong cái mùa tĩnh tâm chuẩn bị cho mùa vọng. Yeah. Thì chúng con lại bắt cóc cha ngay. Dạ vâng. Và nói cho ngay thì thực sự ra thì người ta nói là thấy kẻ sang bắt quàng làm họ thì cũng đúng. Thì thấy cha đi là cha trẻ và là cha là chẳng muốn làm quen phải quý vị. Và thứ hai đó là cha là dòng Chú Cũng Thế. Yeah. Nói ra thì các bạn nó hơi có một cái sự không được công bằng, nhưng mà riêng cá nhân con thì lại có một cái cảm tình đặc biệt với lại các cha dòng Chú Cũng Thế. Yeah. Thì kỳ cũng lý do là bởi vì ngày xưa mình cũng được sinh ra và lớn lên ngay bên cạnh dòng Chú Cũng Thế ở Kỳ Đồng, thưa cha. Rồi cũng quen rất là nhiều các cha, rồi các bạn bè cũng tu dòng Chú Cũng Thế. Yeah. Và con thì thôi không được lâu, nhưng mà cũng được gọi là đệ tử của dòng Chú Cũng Thế. Vậy là ngắn thôi, ngắn thôi. Giờ nói ra thì không biết là ngắn lắm, nó mắc cỡ lắm, nhưng mà một ngày cũng là được gọi là đệ tử. Thì con cảm ơn cha là đã đến. Thì hôm nay cái chương trình ngày hôm nay thì con xin phép cha cho chúng con biết thêm
về thánh John hoặc là John Newman. Vâng. Thì thưa cha, thánh John Newman như vậy có phải là thánh cũng thuộc dòng chúa thế không thưa cha? Dạ vâng. Và khi để cha nói là một thánh rất là đặc biệt của Hoa Kỳ. Okay. Thì như vậy là sao thưa cha? Như vậy đây là thánh đầu tiên hoặc là một trong những thánh đặc biệt như thế nào? Dạ vâng. Tôi mời cha giới thiệu một chút xíu. Kính thưa anh Đình Quý cùng toàn thể quý khán thính giả, như chúng ta thấy trên bàn đây là những ở đây có cái first class relic, có nghĩa là cái xương của ngài, xương lớn nhất của ngài. Còn trên đây là có chén lễ của ngài, có sách Tân Ước mà ngài đã từng dùng, những sách kinh nhật tụng của ngài, cũng như là cuốn sách nghi thức giám mục của ngài, và đặc biệt có mũ giám mục của ngài, và đồng thời cũng có cả cái đồ đánh tội của ngài trước đây nữa. Đó thì từ ngày mà con được Chúa ban ơn để mà đi chia sẻ lời Chúa chỗ này chỗ khác, với lại đặc biệt lúc đó thời gian đó thì con còn làm việc ở tại đền thánh John Newman, cho nên bề trên đã cho phép con được mang những vật dụng của ngài, đặc biệt là xương thánh của ngài, đến những nơi mà con giúp chia sẻ lời Chúa để mọi người có thể học cái gương sống của ngài nhiều hơn. Và đặc biệt thánh John Newman, như là người Mỹ người ta vẫn gọi ngài là a healing saint, một vị thánh của việc chữa lành. Ngài chữa lành rất là nhiều người. Con về đền thánh làm việc ở đó từ năm 2014 và cho đến năm vừa rồi 2019. Năm nay chứ, thì con đã đi về Washington DC rồi, nhưng mà trong thời gian con ở đó thì con nghe rất là nhiều điều lạ xảy ra. Ngài cầu bầu cho người ta rất là hiệu nghiệm. Cái hình ảnh của ngài giống như thể là, tại vì bây giờ là ngài làm thánh rồi, nên người ta không còn giữ lại những cái câu chuyện phép lạ mà ngài đã từng làm nữa. Chứ còn giả sử như ngài chưa làm thánh thì người ta sẽ viết lại nhiều lắm. Và cái hình ảnh của ngài con cứ tưởng tượng, quý bà chị em có thể tưởng tượng giống như là cha Chuyên Bùi Diệp của chúng ta ở Việt Nam vậy. Người Mỹ đó, người ta đến cái đền thánh của ngài rất nhiều. Vậy thì thánh John Newman, ngài sinh năm 1811 ở Bohemia, nước Đức. Lúc bây giờ. Và bây giờ cái phần đó, dạ vâng, cái vùng đó thì bây giờ nó đã trở thành gọi là Czech Republic rồi. Thì ngài sinh ra trong một gia đình có 6 anh em. Ngài là người con thứ tư. Trong gia đình ngài có hai anh em thôi, nhưng mà cả hai đều trở thành tu sĩ linh mục, đồng chú cứ thế. Vậy thì thánh John Newman, ngài khi mà ngài còn nhỏ đó, ngài đã rất là thích trở thành một linh mục, bởi vì ngài có một người mẹ rất là đạo đức. Mỗi ngày mẹ của Newman luôn luôn đưa các con của mình đi lễ và mong ước cho con của mình trở thành linh mục. Vì thế cho nên John Newman đã vào trong chủng viện để theo đuổi cái ước muốn trở thành linh mục của mình. Nhưng mà quý bạn xem biết, trong thời gian mà ngài ở trong chủng viện khoảng cỡ năm 1830, sau đó một chút, thì cái làn sóng di dân từ bên châu Âu sang bên Mỹ này rất nhiều. Và đi theo các làn sóng di dân như thế là các linh mục. Chúng ta có thể tưởng tượng giống như ngày xưa trước năm 54 đấy, người Việt Nam chúng ta di cư từ ngoài miền Bắc vào trong miền Nam và đi với các đoàn di dân là các linh mục. Nhưng mà khi vào trong miền Nam rồi thì đâu có đủ các linh mục để lo cho những người di dân đâu. Thì cũng thế, khoảng năm 1830 thì người ta đi từ bên châu Âu sang Mỹ này rất là nhiều. Và khi sang bên này rồi thì các cha không có đủ các linh mục, cho nên các cha đã viết những cái lá thư gửi ngược về lại các chủng viện ở đất nước của mình để mời gọi các linh mục trẻ hoặc những thầy nào chuẩn bị được chức linh mục sang bên này để làm công việc truyền giáo, để lo cho những người di dân. Thế là John Newman lúc đó còn là một vị chủ sinh thôi, thì ngài đọc những cái lá thư đó và ngài giữ cái ý tưởng đó ở trong đầu của ngài. Và quả là ý Chúa nhiệm mầu, cơ hội đã đến, đó là khi mà ngài học xong cái chương trình ở chủng viện, thì bởi vì địa phận của ngài đã có quá nhiều linh mục và đức giám mục lại già yếu nữa, cho nên đức giám mục không muốn chuyển chức thêm và nói với John Newman là thôi anh về nhà anh ở với cha mẹ anh đi, cho đến khi nào mà tôi cần anh thì tôi gọi, tôi sẽ chuyển chức cho anh, bởi vì bây giờ các thầy mới muốn vào chủng viện mà hết chỗ rồi, vì anh học xong rồi mà lại không có nhu cầu chuyển chức nữa. Thế là John Newman đã về nhà và chờ đợi, càng chờ thì càng mất. Thế là ngài đã không còn đủ kiên nhẫn và đã viết thư đến các địa phận khác thuộc vùng châu Âu, nhưng mà không có nơi nào nhận ngài hết. Và cuối cùng ngài đã nhớ lại những cái bức thư mà ngài đã từng đọc những năm trước đây khi ngài còn là một chúng sinh trẻ tuổi. Và lúc đó ngài đã viết thư cho các giám mục thuộc vùng Bắc Mỹ để nếu một đức giám mục nào cần ngài thì ngài sẽ tới. Ngài gửi đi rất là nhiều những cái lá thư, nhưng mà chỉ có một địa phận trả lời ngài, đó là địa phận Philadelphia. Bởi vì lúc đó người Đức người ta đến Philadelphia nhiều, và đức giám mục của địa phận Philadelphia cần một linh mục nói tiếng Đức để lo cho người di dân Đức. Thế là ngài viết thư và ngài đã nhận được câu trả lời của đức giám mục Philadelphia và nói ok, mời anh đến. Anh đến thì tôi sẽ chuyển chức cho anh để anh có thể làm việc cho những người di dân ở trong vùng này. Thế là John Newman đã hăng hái để mà
ra đi. Nhưng mà một trong những cái điều mà làm ngài gọi là đau đớn nhất, khó khăn nhất, đó là sự từ biệt gia đình của ngài. Bởi vì như chúng ta biết, cái thời đó mà đi từ châu Âu qua Mỹ thì không có gọi là cái cơ hội để mà trở về nữa. Thế là lúc đó khi mà ngài đi đó thì ngài không có dám chào cha mẹ của mình. Ngài viết một cái lá thư và ngài đặt trên bàn và âm thầm trốn nhà để ra đi. Trong cái lá thư đó ngài viết rằng: thưa cha mẹ, con xin tạm biệt cha mẹ, nhưng con xin gặp hẹn lại cha mẹ ở trên nước trời. Có nghĩa là xong rồi đó, đi là không có quay trở về được đó. Và ngài đã ra đi thì ngài đi từ Đức đi sang Pháp. Và như chúng ta biết ngày xưa đó, để mà có một chuyến tàu đó đi từ châu Âu qua Mỹ đâu có phải là dễ, nó phải chờ đợi một thời gian khá lâu. Thì trong thời gian chờ đợi như thế thì ngài lại nhận được một bức thư khác từ Đức Giám mục của Philadelphia viết cho ngài, và người nhà chuyển lên cho ngài và nói rằng là: thôi anh ở nhà đi, tôi không cần anh nữa đâu, tôi có một linh mục khác rồi. Và lúc đó John Newman như thể là buồn rớt từ trên trời rớt xuống vậy, rất là thất vọng. Bởi vì bây giờ tiền mình không còn để trở về nước của mình nữa, tiền vé tàu thì đã trả rồi, và bây giờ đang ở bên Pháp, và bây giờ đi thì sẽ không biết đi đâu, đến địa phận nào, Đức Giám mục nào sẽ truyền chức cho mình đấy. Nhưng mà với lòng tin tưởng, ngài vẫn cứ đi, và ngài đã bước lên trên tàu. Và sau 40 ngày đêm, trên một chiếc thuyền dài 210 feet, lịch sử trong cái cuốn lịch sử của ngài viết lại, và trên chiếc thuyền đó có 210 người. Giống tình cảnh người vượt biên này. Đấy, em nghĩ là còn hơn cả cái tình cảnh của người ta đi vượt biên. 40 ngày. 40 ngày đêm. Ngày xưa người Việt Nam người vượt biên thì cũng là một tuần thôi phải không? Hoặc là mười mấy ngày là có tàu có vớt rồi, hoặc là đi vào các trại tị nạn rồi. Nhưng mà một ngày ở trên tàu 40 ngày đêm. Và cuối cùng ngài đã cập bến ở tại Lower Manhattan, New York. Có một điểm rất đặc biệt, đó là khi ngài bước chân lên đất nước Mỹ, ngài chỉ có $1 trong túi. Chỉ có $1 trong túi thôi. Và sau đó ngài đã gặp được một linh mục nói tiếng Đức và đã giới thiệu ngài với Đức Giám mục của địa phận New York, là Đức Giám mục Dubois người Pháp lúc đó. Và ngay sau khi ngài đến được 2 tháng, ngài đến nước Mỹ năm 1836, thì ngay sau 2 tháng ngài đến thì ngài đã được chuyển chức linh mục. Và sau khi ngài được chuyển chức linh mục đó thì người ta đã chuyển ngài từ New York, từ thành phố Manhattan New York lên Buffalo upstate của New York để làm việc ở đó như một linh mục truyền giáo, lo cho những người di dân, lo cho những người nghèo khổ. Lúc đó thì ngài đã là đã thuộc dòng Chúa Cứu Thế trẻ chưa? Chưa. Lúc đó ngài còn là một linh mục trẻ mới có 24 tuổi thôi. Làm việc một thân một mình ở upstate New York như thế. Và ngài đã gặp rất nhiều những khó khăn. Ngài bị depressed, ngài rồi ngài bị stress. Cho nên ngài bảo bây giờ ngài cần phải có một cộng đoàn để hỗ trợ cho ngài. Cho nên chính vì những cái khó khăn đó, ngài đã nghĩ tới một con đường mới, đó là vào trong một dòng để có một cái linh đạo, để có các anh em sống chung, để ngài có thể sống cái điều mà ngài xin Chúa trong thánh lễ đầu tiên của ngài. Trong thánh lễ đầu tiên của ngài, ngài xin Chúa: lạy Thiên Chúa yêu dấu của con, xin ban cho con sự thánh thiện. Ngài xin Chúa sự thánh thiện, kính thưa quý bà chị em. Và con nghĩ điều này cũng là điều mà ngày hôm nay chúng ta phải để ý tới. Nhiều khi chúng ta rước Chúa vào lòng, mình xin Chúa nhiều điều lắm, nhưng mà mình quên xin sự thánh thiện. Sự thánh thiện trong thế giới ngày hôm nay, và ngay cả trong giáo hội chúng ta nữa, như quý bà chị em biết những gì đang xảy ra ngày hôm nay, mình rất cần sự thánh thiện. Và có lẽ là ông bà cha mẹ sống trên đất nước Mỹ này, mình lo cho con cái mình cái điều gì hơn là cái đời sống đạo đức của chúng nó. Cho nên nhiều khi mình quên xin sự thánh thiện cho chồng mình, cho vợ mình, cho các con của mình, cho gia đình của mình. Thánh John Newman, ngài đã xin Chúa sự thánh thiện, và suốt cuộc đời của ngài đã theo đuổi sự thánh thiện đó. Và đến năm 1000, ngài đến Mỹ năm 1836 và chịu chức. Sau 2 tháng ngài đến, thì đến năm 1841 thì ngài xin vào dòng Chúa Cứu Thế. Và sau khi dòng Chúa Cứu Thế ở đâu trời? Lúc đó dòng Chúa Cứu Thế đến Baltimore đầu tiên, và là thuộc cái vùng Bắc Mỹ. Cái đó thì thuộc là tỉnh dòng lớn không chị? Bây giờ hiện giờ nó là một tỉnh dòng lớn, lớn so với các dòng Chúa Thế trên thế giới. Và sau khi dòng Chúa Cứu Thế ở đâu trời? Lúc đó dòng Chúa Cứu Thế đến Baltimore đầu tiên, và là thuộc cái vùng Bắc Mỹ. Cái đó thì thuộc là tỉnh dòng lớn không chị? Bây giờ hiện giờ nó là một tỉnh dòng lớn, lớn so với các dòng Chúa Thế trên thế giới. Nhưng mà lúc đó thì dòng Chúa Thế mới đến nước Mỹ năm 1832. Thì bởi vì ngài là người Đức. Ngài là người Đức, cho nên là ngài vào dòng Chúa Thế của người Đức. Đấy. Rồi sau khi ngài vào dòng Chúa Thế thì người ta đã chuyển ngài từ Buffalo về Baltimore và chuyển đi nhiều nơi khác, làm bề trên rồi đi truyền giáo. Nhưng mà cuối cùng thì ngài lại đến Philadelphia
đến cái nơi mà ngài muốn đến ngay từ ban đầu. Ừ. Đấy. Cái mầu nhiệm đó là lần này Chúa đưa ngài đến Philadelphia không phải chỉ để làm linh mục nữa, bởi vì ngài làm linh mục rồi, mà lần này Chúa đưa ngài đến để làm giám mục. Ngài là trở thành giám mục thứ tư của tổng giáo phận Philadelphia năm 1850 và sau cùng là làm thánh. Giáo phận Philadelphia là giáo phận lớn. Giáo phận lớn. Bao trùm và rất là nhiều cái vùng xung quanh. Đúng rồi. Lúc đó cái thời gian mà đức giám mục Newman đã trở thành giám mục thứ tư của giáo phận Philadelphia thì nó gồm cả cái tiểu bang Pennsylvania, cả tiểu bang Delaware và nửa tiểu bang New Jersey. Lúc đó nó là một cái vùng rất là rộng lớn. Xin quý và nhóm các hiện giờ đến ngay trên Chúa là con xin được trở lại buổi nói chuyện với lại cha Phêrô Quốc Lương ngày hôm nay. Thưa cha, cảm ơn cha đã chia sẻ một chút xíu về, con biết là cha có thời giờ eo hẹp ngày hôm nay có độ trình 5-10 phút như vậy thì cũng không đủ. Nhưng mà cha đã làm việc rất là tốt và cha đã tóm tắt được một chút xíu để chúng con hiểu được là những cái quá trình, những cái giai đoạn mà Thánh đã trải qua thế nào, chúng ta thấy được, cảm thấy là mình gần gũi với Thánh nhiều hơn. Và mình cảm thấy là cái cuộc đời di tản di dân hoặc là tị nạn của mình giống Thánh quá. Vâng. Bây giờ anh Đình Quý phải cố gắng làm Thánh đó. Ôi trời, con ngày nào người ta nói là nếu mà ở với vợ mấy chục năm là làm Thánh rồi. Vậy à? Để thưa cha là như thế này. Thì thưa cha biết là một vị thánh tự đạo được làm thánh có lẽ nó cũng dễ hiểu đi, nhưng một giám mục hoặc là một linh mục hay một vị nào đó mà không phải vị tự đạo mà đã được mở hồ sơ để phong thánh như vậy thì chắc chắn là cái cuộc đời của ngài nó ảnh hưởng rất nhiều đến giáo hội, phải có một cái gì đặc biệt đó. Thì thưa cha, thì trong cái phạm vi ngày hôm nay thì cái thánh Gioan Newman, cái cuộc đời của ngài nó ảnh hưởng như thế nào với giáo hội? Con xin cha trình bày. Như em nói lúc nãy ở cái phần trước đó là khi nói về thánh Gioan Newman, người ta nói về sự thánh thiện và ngài thực sự là một linh mục thánh thiện. Ngay từ khi mà ngài còn là linh mục, người ta đã yêu quý ngài vô cùng, và nhất là khi ngài làm giám mục, người ta gọi ngài là my little bishop. Ngài thấp lắm, cái chiều cao của ngài chỉ có 5'2" thôi, và em cùng fit với ngài luôn. Không, như trẻ 5'3". Đó thì bởi vì ngài thấp nhưng mà thực sự cái sự thánh thiện của ngài rất là cao và rất là dài. Đấy. Vậy thì khi ngài còn là một linh mục, ngài luôn luôn ở ngoài đường đi thăm viếng những người giáo dân, đi làm việc với những người ở trong hầm mỏ, đi thăm viếng những người di dân, và ngài luôn luôn ưu tư cho họ đến mức độ như thế này. Như em nói hồi nãy, khi ngài bước chân lên đất nước Mỹ, ngài chỉ có $1 trong túi, và khi trong vị thế là ngài làm giám mục, ngài đã lập ra một cái quỹ, và ngày hôm nay cái quỹ đó đã trở thành một cái nhà băng mà hiện nay ở bên Pennsylvania có nhiều lắm, người ta gọi là Beneficial Bank. Và cái nhà băng đó với cái ban đầu đó là để cho những người di dân có cơ hội mượn những đồng tiền đầu tiên. Thì khi nói với thánh John Newman thì người ta nói tới sự thánh thiện của ngài, và bởi vì sự thánh thiện của ngài nó như là hương thơm ngát như thế, cho nên ngay khi ngài chết, người ta đã chôn ngài ở ngay cái nhà thờ mà em đang ở, nhà thờ mà đền thánh của ngài đó, ở dưới basement, là xác của xác trong ngài, trong đền thánh đó, và người ta đã đến để cầu nguyện với ngài. Giống như bây giờ ta chung buổi chiều vậy đó, khắp mọi nơi họ đến họ cầu nguyện bởi vì cái hương thơm đạo đức của ngài, rồi những cái việc lạ để làm cho người ta. Và một trong những người giáo dân đến lúc đó cầu nguyện với ngài mà ngày hôm nay làm thánh rồi, đó là thánh Catherine Dressel của tổng giáo phận Philadelphia. Khi mà John Newman được chôn nơi đền thánh, ngài chỉ là một vị giám mục mới chết thôi, chứ chưa có tăng tiến, chưa có gọi là phép lạ gì cả. Vậy mà vị thánh này đã từng đến cầu nguyện thường xuyên với ngài. Làm thêm một điều nữa là sau này chính thánh John Paul đệ nhị cũng đã đến tại đền thánh để cầu nguyện với ngài nữa. Vậy thì John Newman khi nói về ngài, người ta nói về ngài là một vị linh mục thánh thiện tốt lành, ngài sống tất cả mọi sự cho Chúa và cho những người khác. Cho nên trong ngài như vậy nó rất là khiêm nhường, rất là thánh thiện như vậy, nó đã một ảnh hưởng rất là lớn sâu đậm. Giống như là cái điều mà Đức Francisco Xavier, Đức cha Francisco bây giờ nói là ngài mang lấy cái mùi của chiên. Một giám mục cái thời đó là oai phong lẫm liệt lắm, nhưng mà ngài mang lấy mùi của chiên, ngài trở nên giống như những người giáo dân mà ngài chăm sóc cho họ. Cho nên khi ngài chết trên đường phố. Thánh John Newman ngài đã chết ngày 5 tháng 1 năm 1860 trên đường phố vào ngày mùa đông, và cái hành động mà dẫn đến cái chết của ngài đó cũng là hành động mà ngài sống cho người khác.
đó là hôm đó ngài đến bưu điện để gửi một cái chén lễ cho một linh mục trong địa phận của ngài. Và từ trên đường từ bưu điện về đến nhà, về đến tòa linh mục, thì ngài đã té xuống và ngài chết. Thì thánh Doan có như vậy được phong thánh năm nay. Dạ. Ngài được chôn cất, ngài chết năm 1860. Dạ. Thì đến năm, và phép lạ cứ xảy ra. Dạ. Đến năm 1963 thì người đọc chân người thì ngài được phong chân phước. Và khi ngài chuẩn bị trong tiến trình được phong chân phước thì người ta đưa cái xác lên. Dạ. Thì và xác nó còn nguyên. Chỉ có cái mũi với cái mắt của ngài là nó bị sụp xuống thôi, bởi vì nó còn sụp mà. Thế là người ta phải đặt một cái sáp lên mặt cho ngài. Và hiện nay người ta đã đặt ngài ngay dưới cái bàn thờ chính. Thì đến năm 1977 thì ngài được phong thánh. Thì thầy cha nói một cái chi tiết rất là hay, là khi mà chúng ta đi đi qua bên Ý hoặc là bên Rome đó, chúng ta đi thăm các đền thánh hoặc các vương cung thánh đường hay các đền thờ đó, thì chúng ta thường chúng ta cũng có cái thấy được có những cái xác thánh chôn ở trong đền thờ. Nhưng mà bên Mỹ này thì ít thấy chuyện đó cha. Đây là lần đầu tiên mà con nghe là một một xác thánh mà được chôn trong đền thờ bên Mỹ, có phải đây là cái chỗ duy nhất? Theo như con biết thì hình như là đền thánh John Newman là cái chỗ duy nhất ở nước Mỹ mà có cái xác của một vị thánh. Như vậy là chính cha đã thấy. Em thấy, thấy luôn. Như vậy là cái một cái hòm bia bằng kiếm hay cái kiếm, dạ mọi người khi đến là đều chiêm ngắm để chiêm ngắm được này. Trong nhà trong đền thờ luôn. Dạ vâng. Thưa cha, như vậy thì ví dụ như mà quý vị khán thính giả mà nghe như vậy đó, ví dụ như cái dịp mà sang bên vùng bên đó là vùng Philadelphia đó đi cha. Thì có thể vào đền thờ đó. Dạ vâng, đúng rồi. Đền thánh luôn luôn mở cửa. Dạ vâng. Và hàng tuần đó, bởi vì thánh John Newman là người sáng lập ra hệ thống giáo dục công giáo của nước Mỹ. Cho nên hàng tuần các trường công giáo đưa các em đến viếng ngài rất nhiều. Người ta làm những cái field trip đấy các. Dạ vâng. Thì đến được các em đến thì hàng tuần các cha phải tiếp. Và mỗi ngày đền thánh đều mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ rưỡi tối. Dạ vâng. Và cái địa chỉ của đền thánh là 10 North 5th Street, yeah, Philadelphia. Chúng ta có thể tìm thấy những chúng ta cứ lên trên Google đánh là đền thánh John Newman, St. John Newman, The National Tribe St. John Newman thì nó sẽ ra hết. Cũng chẳng đây thì thưa quý vị là trong cái giờ nói chuyện như vậy thì rất là ngắn. Thì ra nếu mà quý vị mà muốn nghe thêm được những cái bài thuyết giảng của cha Quốc Linh đó, quý vị cũng có thể lên trên website thì cứ đánh cha Phêrô Quốc Linh thì quý vị cũng sẽ nghe được những cái bài thuyết giảng rất là hay. Và rất là nhiều đề tài về cha, cũng là cha dòng, cha đi thuyết giảng rất là nhiều. Thưa cha, thì bây giờ trong cái việc này cha có thể nói một chút xíu về những cái thánh tích ở đây. Thưa cha, đây là xương thánh. Dạ vâng, chúng đây là một bộ xương lớn nhất của ngài, người ta lấy ra từ thân xác. Thì thường thì những xương thánh như vậy thì được để ở đâu? Nếu mà trong những cái dịp mà cha đi thuyết giảng như vậy thì cha được mang theo để cho mọi người được chiêm ngắm cũng như để cầu nguyện với ngài. Nhất là học lấy cái gương sáng của ngài. Gương sáng là cái gương về là thánh thiện. Trong thánh thiện. Trong thánh thiện. Và luôn dấn thân. Dấn thân. Giống như cha nói là ngài chết không phải là chết trong phòng. Ngài chết ngoài đường phố, nơi ngài đó là nơi cái nơi làm việc của ngài là đi đang đi đó, thì là một người là một cha cũng dòng Chúa có thế thì chắc là cha đấy đó là một cái sự rất là vinh dự hãnh diện phải không thưa cha? Còn rất là hạnh phúc khi mà được làm việc ở tại đền thánh của ngài. Vì khi mà vào nhà dòng thì mình biết các thánh, biết theo nghĩa là biết bằng cái kiến thức của mình thôi. Nhưng mà khi mà đến đền thánh thì thấy cuộc sống của ngài và những cái ơn ngài vẫn tiếp tục cầu bầu cho người ta, nó rất là hiệu quả. Cha cho con có biết chút xíu về cái đền thánh đó, nó lớn không thưa cha? Trong đó có những gì, có hòm bia của thánh, dạ vâng, rồi cái nơi cử hành thánh lễ hay sao? Dạ vâng. Thực sự cái nhà thờ đó là nhà thờ đã xây dựng từ năm 1841. Ở phía trên là nhà thờ. Vâng. Còn phía dưới đó, nó là cái chỗ, nó là cái basement của cái nhà thờ trước đây, là cái chỗ chôn các cha, các thầy, dòng chú thế. Đấy, thì thánh John Newman được chôn ở tại đó. Thì sau khi mà ngài làm thánh thì người ta mới sửa cái chỗ đó lại thành một cái đền thánh thôi, nhưng mà thực sự rất là đẹp. Nhà dòng mới sửa lại năm 2015 đó, để mà muốn chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng Francisco đấy, nhưng mà về sau này thì ngài đổi cái chương trình, ngài không có đến. Và mới đây nhà dòng lại khánh thành một cái thư viện, một cái museum, gọi là một cái bảo tàng viện nào, về những cái vật dụng của thánh John Newman rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp. Xin mời quý bạn chị em, những ai mà muốn đến viếng thăm đền thánh, đặc biệt muốn cầu nguyện với ngài
để xin Ngài chuyển cầu cho, thì xin mời ghé thăm đền thánh John Newman ở tại Tổng giáo phận Philadelphia. Dạ, thưa cha, những cái dịp như vậy thì có thường xuyên không thưa cha? Khi mà cha đi giảng thuyết cho đại diện, cha được và phép mang theo như vậy thì lần tới là ở đâu thưa cha? Lần tới đây, gần tới đây thì em sẽ chia sẻ lời Chúa ở tại St. Columban. Ngoái em đã chia sẻ một lần rồi. Dạ, vâng. Và cũng mang theo cái thánh tích của Ngài. Nhưng mà em cảm thấy rất là lạ, là bởi vì có lẽ đó là cái sứ vụ giám mục của Ngài trước đây. Khi Ngài còn làm giám mục, Ngài vẫn đi nhiều như vậy để Ngài thăm giáo dân. Thì ngày hôm nay trên tòa Chúa, Ngài truyền cầu cho người ta. Và chắc là có lẽ ngang qua cái phương tiện là những lần em đi chia sẻ lời Chúa, Ngài cũng muốn đi cùng để khuyến khích mọi người yêu mến Chúa nhiều hơn, sống cho nhau nhiều hơn, ngang qua cái gương sống của Ngài. Thì chắc qua đó lại đi Chúa, Chúa dùng cha để đem cái gương thánh đến tất cả mọi người. Và thưa cha, cha nhớ xem Columban thì cha có một cái ngày nào hình như em nhớ là ngày mùng 2, mùng 3 của đầu tháng 12. Thưa cha, như vậy thì quý vị phải theo dõi cái chương trình Dân Chúa Đời Con để mà biết được những cái tin tức này. Thì thưa cha thì giờ rất eo hẹp. Thì con thật sự là rất là cảm ơn cha, cũng biết được cha rất là bận trong những cái chương trình giảng thuyết trong tuần này. Nhưng mà cha đã đến đây để chia sẻ với chúng con như vậy một cái những cái thông tin về Thánh John Newman như vậy rất là quý giá. Thay mặt cho các cả anh chị em trong nhóm thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đời Con đó, xin cảm ơn cha rất nhiều, và chúng con ước mong là trong tương lai sẽ được cha đến để chia sẻ với chúng con nhiều hơn. Và trước khi kết thúc chương trình, còn xin cha gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Đình Quý một lần nữa và tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, và em cũng đại diện cho tất cả các khán thính giả để cảm ơn các anh chị thực hiện chương trình này, để chúng ta nâng tâm hồn lên ngang qua những bài ca, ngang qua những tiếng hát, ngang qua những chứng mà chúng ta mời các cha đến chia sẻ như thế này. Xin Chúa chúc lành cho các anh chị để các anh chị tiếp tục. Đôi khi đây là một cái sứ mạng quan trọng của cuộc đời mình đấy, và đó là mình mang Chúa đến cho người khác. Và cảm ơn cha và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hẹn quý vị trong chương trình kế tiếp.